Rồi em chào các bác nha. Chào mừng các bác đến với kênh Đất Đắk Nông của em nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một mảnh đất là view suối này. 4 hectare view suối. Cắt quốc lộ 14 chỉ có tầm 300m các bác nha. Cắt quốc lộ 14 300m nha. Đường xe hơi vô tận đấy các bác nha. Đất này thì có một thể đất là bằng, ở dưới thì bằng này. Đó. Bác chủ nhà đã trồng được mấy ngàn cà phê nhưng mà do không chăm sóc được thì hơi xấu các bác nha. Diện tích đất này thì 4 hectare, đất này thì có khoảng 4-5 sào là đất nó ở trên kia là nó hơi dốc một tí. Mà đa số là đất nó bằng nha các bác nha. Suối chạy quanh nha. Đất thì tốt hơn là tốt nha các bác nha. Bác chủ nhà trên đất thì bác chủ nhà đang trồng được hơn 2.000 cây cà với cả hơn 1.000 trụ tiêu gì ạ. Em không nhớ nữa nhưng mà bác chủ nhà không nhớ chỉ nói vậy thôi đây. Suối chạy quanh, suối Đắk Nông các bác nha. Miếng đất này cách thành phố Gia Nghĩa rất gần luôn, mười mấy cây, 18 km. Đấy bạn này, suối đấy. Suối chạy quanh này được mấy trăm mét các bạn. Đây, suối lớn nha. Đây suối lớn chạy vòng mấy trăm mét luôn. Đi thẳng lên kia. Đi thẳng lên kia là quốc lộ 14 các bác ạ. Cách quốc lộ 14 300m nha các bác nha. Đây cà phê và tiêu này. Đẹp các bạn. Đấy, gần 100 cây sầu riêng Thái là bác chủ nhà đã trồng như thế này này. Được 2 năm, 2 3 năm rồi. Đó, và cà phê này, cà phê lúc này em đứng góc kia nó hơi xấu. Nhưng cà phê chỗ này thì nó đẹp lắm các bạn này. Tiêu này. Tiêu rất đẹp luôn. Đây, cà phê tiêu này. Tiêu chỗ này rất đẹp, năm nay rất nhiều trái, có trái nhiều bác nhá. Đây. Các bác nào mua được mảnh đất này thì quá phù hợp luôn. Vừa rẻ nữa. Hơn 4 hectare. Suối chạy quanh mà cái giá là rất chi ok. Suối chạy quanh luôn các bác nhá. Đây. Trên đất có cái nhà rồi. Từ đây này, từ cái đường này này, chạy ra quốc lộ 14 ấy là rơi 300m các bác nhá. Ra ngay nhà thờ trường học ở chợ nhà thờ, chợ Búa là 300m các bác nhá. Ở đây rất nhiều công ty luôn các bác nhá. Có vài cái công ty về mở như các thứ luôn các bạn. Đây, đây là cái dòng suối này bác chủ nhà ấy để đợi mùa mưa là suối chạy ngang chạy về dưới ấy được, chạy về dưới suối cũng suối lớn được. Đây trong bác chủ nhà có cái chòi này. Kéo điện đầy đủ nha bác nhá. Trong đây có thể múc ao nhá. Rất đẹp luôn. Mảnh đất này vừa rẻ vừa đẹp các bạn. Đây bây giờ em quay lại đây. Mảnh đất này được view suối là tầm 200m các bác nhá, 200m view suối nha. Đây trên bác chủ nhà đã trồng được gần 100 cây sầu riêng như thế này này. Đây trên kia quốc lộ 14 các bác ạ. 300m đó nha. Ở trên kia có một vườn mít rất đẹp các bác ạ. Rất đẹp luôn. Ở đây bây giờ quay suối này. Suối đây rất lớn luôn các bác nhá. Đấy. Nghe các bác nghe dòng suối rất vắt đâu. Bùm 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 bùm. Ui gà rừng. Gà rừng nhiều quá bác. Đây suối này. Suối đá các bác nhá. À suối chạy quanh này các bác không. Suối này mình được hơn 200m bờ suối này các bác nhá. Rất thích hợp là nghỉ dưỡng luôn. Suối này nó hơi đầm rậm nhá. Các bác nào mua được thì ủi hết bờ suối này thì cũng tuyệt vời các bạn. Suối này. Đó, suối chạy quanh rất đẹp luôn. Bên kia thì bên kia thì mấy bác chủ nhà đã chăm đẹp rồi. Ở suối ngon lành. Mình đây thì không múc ra nên hơi đậm rạp. Nước thì không bao giờ hết. Kéo bậy ba pha đầy đủ được hết các bác nhá. Đất bằng. Đất bằng phẳng. Nhà cửa đầy đủ. Điện đó đây, cái chỗ kia là có một công ty chuẩn bị về làm các bác nhá. Đại lý đoạn công ty gì. Rồi em chào các bác nha. Các bác mà nhớ xem xong các bác nhớ đăng ký kênh và like cho em một like nha. Rồi em xin chào các bác, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Đây ống của chủ nhà này, máy móc của chủ nhà đây này các bác nha. Này bác chủ nhà dùng máy nộ, kéo điện ba pha được nói nhà không, bác chủ nhà dùng máy nộ này. Đây suối đây. Đó, suối bên kia, bên đây thì bác chủ nhà, bác bên kia ở thành phố mới về múc hết rồi, đẹp hết rồi. Còn bây giờ bên đây suối chạy quanh hơn 200m.
300 m là tới quốc lộ 14 các bác nhá. Quốc lộ 14 ra có 300 m thôi. Trường ạ, nhà thờ, chợ, mấy công ty sát sát đây, công ty gần đây mấy công ty, đường xá ngọn này, đây ra tới cái quốc lộ này.